Ok, xin chào toàn thể anh em nhé. Chào mừng anh em quay trở lại kênh Vành Khuyên Đam Mê Vlog. Hôm nay là ngày Chủ nhật 15 tháng 10. Thì sáng ngày hôm nay mình có đánh rơi mất 150.000 tại câu lạc bộ chim Vành Khuyên Hà Đông anh em ạ. May cầm chim đi thi nhưng tốc độ nó không tốt, thành ra là cũng bị hạ cũng khá sớm. Thật ra cũng hơi ấm mức đấy, nhưng mà thực tế thì con chim mình hôm nay nó hot không tốt. Thì dự kiến của mình ý, là mình sẽ dùng cái số tiền đấy để đi spa chiếc lồng này. Nhưng bây giờ thì lỡ tiêu mất rồi, cho nên là hôm nay mình sẽ tự tay để spa chiếc lồng nhé. Để xem là trước và sau khi mà mình spa cái lồng này thì nó sẽ như nào anh em nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm việc từng cái công đoạn một nhé. Đây nha anh em nhé, đây là chiếc lồng khi mà chưa làm gì này. Thì thực tế là những cái lồng nuôi chim thì nó cũng khó để mà gọi là sạch sẽ 100% lắm, đặc biệt là với những người mà cũng khá là bận này. Thì chiếc lồng này của mình là một cái chiếc lồng mình đem đi mượn này, mình mượn của ông anh mình. Bây giờ hiện tại chồng nó đã rất lem nhem rồi, cho nên là mình sẽ phải xử lý cái lồng này trước cho nó đỡ lười anh em ạ. Đấy, tổng thể nó như này nhá. Cái đầu tiên thì mình cũng sẽ cọ bằng nước rửa bát với chiếc lồng này. Thì ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị cái bàn chải này. Mình có cái bàn chải để răng này nó khá là tiện này. Đấy, mọi người thấy không? Kiểu thế nhá. Thì cái bàn chải này là bàn chải của mình nhé. Nhưng mà mình sẽ thay cái đầu này đi, cho nên là mình sẽ dùng cái đầu cũ này để mà mình lấy nó để làm vệ sinh nhá. Ở đây là một chút nước rửa chén này anh em này. Thực ra nếu như mà cái lồng nó ở trạng thái nó không phải là mốc quá nặng ấy, thì mọi người chỉ cần dùng cái nước rửa chén này là ok. Và khi mà mọi người cọ rửa lồng ấy, thì hãy để ý cho mình cái thời tiết kiểu như là nắng ráo như này. Mọi người đừng làm cái lồng khi mà thời tiết nó ẩm nhá. Thì nó ẩm thì cái lồng nó nở ra rất là mạnh. Thực ra thì nhiều cái lồng, đặc biệt là lồng vác ấy, có thể là nó nở ra nó sẽ bị nấp form anh em ạ. Nên là khi mà mọi người cọ rửa lồng thì hãy cọ rửa ở cái thời tiết kiểu như là nó cô giáo như này anh em ạ. Nhiều bạn ấy khi mà cọ cái lồng kiểu như này này thì các bạn ấy sẽ làm ướt cái lồng toàn bộ trước, sau đó thì các bạn ấy sẽ cọ. Nhưng mà mình ấy, thì mình có một cái kinh nghiệm là cọ cái phần bẩn trước nha anh em nhé. Cứ phần nào bẩn trước thì mình cọ trước. Đấy, chỗ nào mà mình thấy nó rất là bẩn rồi thì mình cứ cọ trước anh em ạ. Thì như vậy thì đến lúc mà chúng ta làm ướt toàn bộ cái lồng ấy, sau đó chúng ta cọ thêm một lần nữa thì gần như là nó đã sạch trơn rồi, sạch tinh luôn anh em. Phải công nhận là cái bàn chải này rất là tiện này. Cọ vào cái mà mình cảm giác là sạch bong kiến chít luôn ấy. Đấy, nói chung là cứ chỗ nào bẩn thì anh em cọ trước nhá. Đó. Chung mà những cái việc này thì nó cũng kiểu như là nó cũng đơn giản thôi, nó không mất thời gian đâu. Nhiều bạn cứ bảo mình là thư ra luôn spa mất có một vài trăm ngàn ấy, nhưng mà thôi thời gian mình cũng có. Và cái thứ hai nữa là kiểu mình cũng khá là kỹ tính ấy, nên là thôi mình cứ tự làm những cái việc này cho nó kiểu yên tâm. Sau khi mà mình cọ hết những cái chỗ bẩn trước rồi nhá, thì bây giờ mình sẽ làm ướt toàn bộ lồng và mình sẽ cọ thêm một lượt nữa. Như vậy thì đảm bảo là cái lồng nó sẽ sạch tinh tươm luôn anh em ạ. Mọi người cứ áp dụng cái cách này của mình thì mình thấy là nó sẽ rất là hiệu quả và nó rất là nhanh. Nhiều bạn cứ làm ướt hết cả cái lồng ấy, xong các bạn cọ thì lúc ấy nước nó bị ướt vào rồi ấy, chúng ta sẽ không thể biết được là chỗ nào bẩn chỗ nào sạch cả. Hoặc là kiểu như là đến lúc khô cái lồng tự nhiên là thì phát hiện ra còn những chỗ nó vẫn bẩn này. Đó, thì mọi người cứ làm theo cái cách như thế của mình nhá. Bây giờ mình sẽ làm ướt toàn bộ cái lồng và mình cọ thêm một lần nữa. Ok anh em ơi, như vậy thì mình cũng đã vệ sinh xong chiếc lồng này bằng gọi là nước rửa bát rồi nhá. Thì có một cái lưu ý nhỏ thôi là khi mà cái lồng ướt như này này thì mọi người tuyệt đối đừng bao giờ đem cái lồng ướt này ra phơi nắng nhá. Chúng ta có thể làm khô lồng bằng hai cách, một là các bạn hong gió quạt, hai là nếu như các bạn không có thời gian ấy thì các bạn lấy cho mình cái máy sấy. Và cái máy sấy đó thì các bạn cứ bật cái nấc sấy mát ấy và khò vào cái lồng thôi, yên tâm là không bao giờ có vấn đề gì cả. Thì như thế thì rút ngắn thời gian khá là nhiều luôn, bởi vì là nếu như cái lồng này mà để khô ấy ở trong gió quạt thì chắc là nó cũng phải mất cỡ khoảng hơn tiếng ấy. Nhưng mà nếu dùng máy sấy thì chắc là chỉ mất khoảng 5-10 phút thôi. Bây giờ mình sẽ dùng máy sấy mình sấy luôn cái lồng này nhá.
À quên mất, còn một cái chi tiết như này nữa thì mình cũng muốn chia sẻ với anh em ý. Thì với những cái chiếc lồng kiểu này là sau khi mà các bạn cọ rửa xong nhá, là các bạn phải úp ngay cái thân này vào cái đan, úp ngay vào cho mình nhá. Bởi vì có nhiều cái lồng ý, nó kiểu như là nó bị co ngót ấy, đôi khi là các bạn nó sẽ bị lệch cất cái form lồng ở trên này. Nên là thật ra thì với lồng tàu nó đỡ hơn, nhưng với lồng vác ấy thì khi mà chúng ta cọ rửa xong là phải úp vào luôn như này cho mình nhá. Đó, ok, bây giờ thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi, mình sẽ dùng máy sấy để sấy nó nhé. Đây, ở đây mình có chuẩn bị một chiếc máy sấy này. Thì mình thì khuyến khích anh em nên dùng cái chế độ sấy lạnh nhé. Thì cái sấy nóng ấy thì nó sẽ khô lồng rất là nhanh, nhưng mà nó cũng sẽ không tốt cho cái lồng, nên là tốt nhất anh em cứ dùng cho mình cái phần sấy lạnh ấy, thì nó sẽ ok hơn nhé. Bây giờ mình sẽ sấy chiếc lồng nhé. Đây này anh em này, sau mấy phút mình dùng máy sấy thì cái lồng gần như là nó đã khô luôn rồi. Thì nếu như mà anh em nào mà thích chơi mộc ấy, thì các bạn có thể để nguyên như này để các bạn nhốt chim bình thường thôi. Nhưng mà với cái dạng thời tiết ở ngoài Bắc mình ấy, thì bây giờ nó đang rất là khô, nên là mình sẽ vào nhẹ một cái lớp dầu dưỡng cho cái lồng này nhé. Mục đích là để cho nó kiểu như là nó bền bỉ hơn với thời gian ấy. Nói chung bao giờ cũng thế, là khi mà cái thời tiết chuyển hanh khô ấy, thì mình sẽ vào dưỡng cho những chiếc lồng của mình. Cái dưỡng này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là nó chỉ là cái chất tạo ẩm thôi, chứ nó cũng không khiến cái lồng của các bạn nó kiểu như nó bị lên màu quá đậm đà đâu, kiểu như thế anh em ạ. Thì ở đây mình có một cái chai dầu dưỡng lồng này. Chai dầu này là chai dầu của tàu anh em ạ. Thì nếu như mà mọi người kỹ tính thì mọi người có thể kiểu như là dùng bàn chải cho mọi người vào một lớp. Nhưng mà vì mình cũng không có lồng để mà mình có thể kiểu như là vào đậm một chút ấy, nên là mình sẽ dùng tay thôi. Tay và mình sẽ xoa vào lồng nhé. Nói chung là cái dầu này thì nó rất là an toàn với da anh em ạ, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Mình lấy một ít này thôi, xoa đều vào tay rồi sau đó thì mình sẽ xoa lên trên lồng. Đấy, kiểu vào dầu rất là thủ công, rất là nông dân luôn. Nhưng mà vào kiểu này thì mình thấy có một cái điểm nó khá hay ấy, là nó sẽ vào được một cái lớp rất là mỏng anh em ạ. Và sau cỡ khoảng độ tầm một thời gian rất là ngắn thôi là chúng ta có thể nhốt chim được rồi, không sợ ảnh hưởng gì đến chim cả, vì mình cứ cho một lớp kiểu rất là mỏng ra tay ấy. Đấy. Wow, anh em thấy không? Wow, bóng nhảy luôn này. Mình chỉ cho một tí thôi, mình nghĩ là chắc là chỉ khoảng độ tầm 2-3 giọt thôi, 2-3 giọt dầu thôi. Mà chiếc lồng bây giờ trông này, lột xác luôn đúng không anh? Khi mà mình vào dầu nhá, với cái kiểu mà vào để nhốt chim luôn ấy, thì mình sẽ không vào mặt trong anh em ạ, chỉ vào mặt ngoài thôi. Bởi vì cái tre này ấy, nó có cái tính thẩm thấu rất là cao, cho nên là khi mà chúng ta bôi mặt ngoài này thì cái mặt trong nó cũng sẽ hút, nó sẽ hút dầu vào, rồi đến một cái giai đoạn nhất định nó sẽ lại đẩy dầu ra anh em ạ. Dùng tay thì nó rất cơ động luôn ấy. Nó được cái nó rất là đều. Khoảng 3 giọt, cho mình nghĩ là mình cho khoảng 3 giọt. Thế mà mình đã vào xong chiếc lồng này luôn rồi anh em này. Đó, thế thôi. Nói chung là rất đơn giản, rất là đơn giản, dễ làm. Tính tổng thời gian mà mình dành cho chiếc lồng này chắc là mất khoảng 15 phút anh em nhé. À chắc là hơn đấy, khoảng 20 phút là mình cũng đã gọi là spa xong cơ bản chiếc lồng rồi, một cách tương đối là nhanh nhẹn, nhanh gọn. Đấy, chiếc lồng xong rồi này anh em này, rất đơn giản luôn nhé. Sẽ như nào bây giờ rồi. Lồng này gần như là mình sẽ để một chút thôi là mình đã có thể là mình nhốt chim được rồi. Bây giờ còn một cái bước cuối cùng khá là quan trọng, đó là dùng một chiếc giẻ khô anh em, và mình sẽ lau qua cái lồng này một chút. Mục đích là để cho cái phần dầu của nó đã được đều hơn ấy. Và nó cái phần nào mà nó kiểu nó bị nhiều dầu quá thì nó cũng sẽ bớt dầu đi. Như thế này, một cái lớp rất là mỏng như thế này thôi là hoàn toàn có thể bảo vệ cái lồng của anh em khỏi màu hanh khô rồi. Đó.
Dùng anh em nhớ là dùng cái khăn khô nhé, dùng khăn khô lau qua một chút thôi. Xong rồi anh em ạ, như vậy chiếc lồng thì đã hoàn thiện rồi. Lồng này bây giờ mình nghĩ là có thể nhốt được chim luôn rồi đấy, hoàn toàn có thể nhốt được luôn rồi đấy.